Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 3, trang 25, sách giáo khoa toán 8 tập 2. Ở câu hỏi số 3, giải bài toán ở ví dụ 2 là bài toán cổ này bằng cách chọn x là số chó. Thì đầu tiên, để giải được bài toán ở đây bằng cách gọi x là số chó thì các em sẽ xem lại về ở trang 25, đó là cách giải khi đã gọi x là số gà, đúng không? Chúng ta sẽ giải tương tự với x là số chó. Và lưu ý đó là đối với giải bài toán bằng cách lập phương trình thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn ẩn số. Ẩn số đầu bài yêu cầu ở đây chính là chọn x là số chó rồi. Tiếp theo là đặt điều kiện cho ẩn. Vì x ở đây là số chó mà số chó ở đây thì phải là một số nguyên dương, đúng không? Vậy thì x sẽ phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 36, vì ở đây của chúng ta là chỉ có 36 con thôi. Đó là tổng cả gà cả chó rồi. Tiếp theo là các em sẽ biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn. Tức là ở đây có 36 con này, em gọi x là số chó thì lúc sau em sẽ biểu diễn theo số gà. Tiếp theo là biểu diễn 100 chân chẵn, đúng không? Sẽ là biểu diễn số chân chó và chân gà. Sau đó thì các em sẽ lập được một phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng và chúng ta sẽ tiến hành giải phương trình và đi tìm các ẩn mà đầu bài yêu cầu và sau đó thì đối chiếu lại xem là có thỏa mãn hay không. Rồi, vậy thì ở câu hỏi số 3, chúng ta sẽ đi giải bài toán bằng cách gọi x là số chó. Vậy thì đầu tiên, cô sẽ đi gọi số x là số chó. Gọi số x là số con chó. Và sau khi gọi xong thì điều kiện ở đây chính là x của chúng ta phải là con này. Và đơn vị của x, x ở đây sẽ phải thuộc vào tập hợp n sao. Vì tổng mới có 36 con nên x của các em phải nhỏ hơn 36. Đã gọi được số x là số con chó rồi. Chúng ta có tổng là 36 con. Vậy thì lúc này các em sẽ suy ra được số con gà sẽ là 36 trừ x. Rồi, tiếp theo này chúng ta sẽ đi biểu diễn tiếp này. 100 chân chẵn, vì x là số của con chó và 36 trừ x là số con gà. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thiết lập được mối quan hệ tiếp theo, đó là số chân chó. Vì chó có 4 chân nên số chân chó sẽ là 4x, đúng không? Số chân gà thì gà thì có 2 chân nên sẽ là 2 nhân 36 trừ x. Đúng chưa các em? Rồi, vì tổng số chân là 100 chân chẵn nên lúc này chúng ta sẽ có phương trình này. Vì tổng số chân là 100 nên ta có phương trình. Cô viết ra chữ phương trình nhé. Đây, tổng là 100 tức là số chân chó cộng với số chân gà bằng 100, hay là 4x cộng 2 nhân 36 trừ x sẽ bằng 100. Và đến đây thì chúng ta sẽ tiến hành giải phương trình. Lúc này thì phương trình sẽ tương đương với đó chính là 4x cộng 72 trừ đi 2x bằng 100 và tương đương với đó chính là 2x cộng 72 bằng 100. Tương đương với 2x của chúng ta sẽ bằng 100 trừ đi 72 và tương đương với 2x ở đây là sẽ bằng 28. Và lúc này là chúng ta đã tìm được x của chúng ta ở đây là bằng 14, đúng chưa các em? Rồi, với x mà bằng 14 tức là số con chó là 14. Bây giờ vậy thì số gà sẽ là, với x bằng 14. Ở đây sau khi giải xong này các em thấy là x của chúng ta là đã nguyên dương rồi và x nhỏ hơn 36, đúng không? Nên ở đây sẽ là thỏa mãn điều kiện. Rồi, vậy thì với x bằng 14 thì số con chó sẽ là 14 con, đúng không? Còn số con gà lúc này sẽ là 36 trừ đi 14 và chúng ta sẽ được là 22 con. Rồi, vậy đến đây thì là chúng ta đã tìm được số chó là 14 con và số con gà là 22 con. Vậy là đến đây cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 3, trang 25, sách giáo khoa toán 8 tập 2.